Xin chào các bạn. Tiếp theo mình xin hướng dẫn các bạn về cái kỹ thuật biến dạng bằng công cụ ở trong phần mềm Illustrator. Thì trong phần mềm Illustrator ấy, các bạn sẽ cần biến dạng khá là tốt với những cái đối tượng mà Illustrator cho sẵn để các bạn tạo ra các đối tượng mới để phục vụ cho việc thiết kế đồ họa của mình. Thì mình có khoảng 3 cách biến dạng, một là công cụ, hai là bằng hiệu ứng, ba bằng lệnh gì đó. Thì công cụ nó có khá nhiều công cụ biến dạng. Những công cụ biến dạng cơ bản gồm có rotation, scale hoặc là có giãn, có giết gì đây chẳng hạn, e ở đây. Thì những cái này thì mình sẽ dạy các bạn ở trong các bài chi tiết. Còn ở đây thì các bạn có một số cái công cụ mà nó mở rộng, ví dụ như nhóm công cụ này mình sẽ chỉ qua cho các bạn. Các bạn thích dùng cũng được, cái này nó không biết được mà biết cũng được. Thì cái đầu tiên là width tool, là cái thay đổi độ dày của nét ở vị trí mà các bạn giữ chuột. Giả sử như mình có một cái nét như thế này, thì để các bạn thay đổi độ dày của nét này thì thường là các bạn sẽ dùng tăng stroke lên, nhưng mà tăng stroke lên ấy thì là nó sẽ tăng đều lên, thì nó không có ra được các hình gọi là hấp dẫn hơn. Thì các bạn dùng cái thằng width tool này, nó sẽ cho phép các bạn biến dạng kích thước của cái nét ở vị trí mà bạn giữ chuột, kéo ra kéo vào, các bạn bên trên kéo ra kéo vào đó, thì tạo ra khá nhiều hình đối xứng khá hay. Ví dụ các bạn nhìn cái hình này đúng không, rất đơn giản đây nhá, giữ chuột thẳng ở cái chỗ này và đẩy chuột vào thế thôi. Ở đây không phải là mảng, đây là nét. Để các bạn biến dạng một bên thì bạn giữ phím Alt. Đúng không? Thì cái này vẽ các cái dạng nhiều mũi tên, bình, biếc gì đó thì rất là phù hợp. Thì cái đầu tiên là width tool. Cái thứ hai là warp tool, là biến dạng theo gì nhỉ? Biến dạng đẩy chuột như này thì mình sẽ thử cho các bạn. Ví dụ bạn có một cái hình này, các bạn sẽ dùng warp tool. Các bạn sẽ đẩy chuột lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống, đúng không? Đó thì nó thành này. Và nếu mà trường hợp mình có nhiều ấy thì các bạn dùng cái warp tool này, nó có thể nó sẽ cho phép đẩy như kiểu là một cái vân gỗ chẳng hạn. Đây các bạn thấy không, đó dạng này rồi thì mình sẽ thành một cái vân gỗ. Thì cái quan trọng ở một số công cụ này là các bạn thay đổi kích thước, nếu mà kích thước nó bé thì các bạn sẽ ảnh hưởng đến một khu vực bé hơn như đây, còn kích thước to thì các bạn sẽ bật tổng thể hơn. Thì bây giờ làm sao để thay đổi kích thước của một số công cụ này, thì đơn giản là các bạn sẽ giữ hai phím Alt và phím Shift cho mình, đẩy chuột lên góc 1 giờ và đẩy chuột xuống góc 7 giờ. Nếu không phức tạp hơn thì ấn Enter, chỉnh Width và Height đây cũng được. Nếu có khá nhiều cái mở rộng cho này nữa nhưng mà không cần thiết lắm, quan trọng hai độ rộng cao và mấy cái Intensity cường độ thôi. Đây là cường độ lớn, ví dụ cường độ 1 lít chẳng hạn thì khi các bạn đẩy là nó sẽ mạnh, đúng không? Tức là nó đẩy nào là nó đi như thế luôn. Còn khi mình để cường độ nó nhỏ, cường độ 50% ấy, thì các bạn đẩy nó không áp dụng hết tất cả cái lệnh, cái chuột của mình lên cái này, mình chỉ được một nửa thôi, nó không đẩy hết ra đằng vào đầu này. Đấy, thì đó công cụ warp, tuy nó là xoắn, không gì khó cả. Rồi, poker blast là hút vào phình ra, poker là hút vào. Đấy, blast là phình ra, đẩy chuột đâu nó sẽ phình ra đấy. Scallop thì nó thành như kiểu là, mình không biết gọi cái này là cái gì, nó thành là như kiểu tụm hết tất cả cái hình này vào đầu công cụ ấy. Tiếp theo thì các bạn có crease dry, thì cái này nó hay để vẽ những cái dạng tóe tóe ra. Ví dụ bạn có một hình này mà bạn dùng cái scallop này thì các bạn cái crease dry thì các bạn sẽ tích chuột vào nó thì nó sẽ thành này. Các bạn thích nhiều hơn thì các bạn ấn Enter tăng detail lên thì sẽ được nhiều hơn. Đó, những cái này thì nó phải kết hợp thêm nhiều cái mảng nét hoặc là uốn biến dạng nữa thì các bạn mới hoàn thiện được. Và cái cuối cùng nó là như kiểu là tạo cái nhiều cái điện tâm đồ thôi, này bỏ qua đi. Đó thì đây là cái nhóm công cụ biến dạng hỗ trợ cho các bạn. Ngoài ra thì có một số công cụ nữa, ví dụ như là cái công cụ, để mình xem nào, có công cụ nào. Ví dụ như cái thằng ShapeBinder này chẳng hạn. ShapeBinder nó là tạo hình nhanh. Thì thay vì các bạn dùng Pathfinder thì các bạn dùng ShapeBinder các bạn tạo hình nhanh. Mình chỉ cần chọn hai hình và các bạn dùng ShapeBinder quệt qua thì hai hình này thành một. Và giữ Alt quệt qua thì nó sẽ phủ định, tức là nó bỏ đi. Đấy thế thôi, ShapeBinder như thế. Mấy cái này là Line Pocket thì nó là công cụ khác rồi. Tiếp theo là cái thằng về phối cảnh. Phối cảnh ấy thì trong cái thằng Illust này rất là, nó phục vụ cho khá nhiều công việc. Một là các bạn vẽ này, hai là các bạn ghép này. Thì khi mà các bạn dùng phối cảnh này thì các bạn chú ý là
kích hoạt lên ấy thì các bạn thể kích hoạt bằng cách ấn Shift P, còn tắt đi thì bạn sẽ bấm vào cái dấu X trên này, hoặc là bạn ấn Ctrl Shift Y ngắn. À, mình sẽ có một bài hướng dẫn cho bạn về cái thằng phối cảnh này chi tiết hơn. Có một số thằng khác, Mask, Gradient này, Blend này, Symbol này, Artboard này. Rồi đó thì đây nó cũng không có nhiều công cụ phức tạp lắm. Những công cụ nào khó mình sẽ chỉ cho bạn, ví dụ như là cái công cụ về xem nào. Smooth, Smooth là nó hỗ trợ cho, ví dụ bạn thấy nó đi cùng nhóm. Tại sao Smooth đi cùng Pencil? Bởi vì Pencil nó vẽ ra một cái nét như thế này. Đây ví dụ này chẳng hạn. Đúng không? Thì Smooth nó sẽ support cho cái Pencil này để cho các cái điểm này nó mềm hơn. Đã quệt vào đây. Đó. Ok. Hoặc là ví dụ như các bạn có công cụ về eraser là tẩy bỏ này. Scissor tức là cái kéo để cắt bỏ này thì nó sẽ cắt đôi đường path này ra thành hai. Còn con dao này nó sẽ cắt đôi một cái mảng ra thành hai. Đó. Không khó lắm, đơn giản thôi. Mấy này nhóm chọn đúng chưa? Rồi, đấy, chúc các bạn thành công với một số công cụ hỗ trợ này.